Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar.vn. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B của bên nhà Honda. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp cuối của tháng 3 năm 2022 này, Topcar.vn sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách giá mới nhất về chiếc xe Honda City này, những cái chương trình khuyến mại mới nhất, cũng như là mức giá lăn bánh mới nhất của từng phiên bản Honda City đến với những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đã và đang có nhu cầu tìm hiểu về một chiếc xe ở trong phân khúc cỡ B. Hiện tại khi mà tìm hiểu City thì hoàn toàn anh chị chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái dòng xe cạnh tranh với cả City, ví dụ như là Toyota Vios, ví dụ như là Hyundai Accent. Thì về cơ bản trong cái dịp cuối tháng này, những cái dòng xe cỡ B, cỡ A hầu như là cái số lượng xe cực kỳ ít các bạn ạ, cực kỳ ít, kể cả và Honda City cũng như vậy. Cho nên là ngày hôm nay mình cũng lên video vì cơ bản đã có sự thay đổi về chương trình khuyến mại, chương trình về giảm giá về cái dòng xe Honda City này. Vậy thì những anh chị khách hàng nào mà theo mình nhé, mà có kế hoạch lấy xe, đặc biệt là những cái dòng xe ở trong nước, thì các bạn lên lấy. Vì thực ra lên lấy tại thời điểm này càng sớm càng tốt, chứ còn trong thời gian tới là số lượng xe sẽ còn ít đi nhiều nữa các bạn ạ. Cái lịch xe về sẽ cực kỳ là ít, theo thông tin cụ thể là như vậy, không riêng gì một hãng nào cả. Vậy thì mình sẽ cập nhật luôn để các bạn biết được cái mức giá của Honda City, xem là chúng ta có đưa được ra quyết định hay không. Chúng ta sẽ cập nhật lần lượt từ phiên bản thấp nhất là Honda City phiên bản G. Bản này thì hiện tại đang có mức giá bán là 529 triệu. Với bản G này hiện tại đang được giảm trực tiếp là 20 triệu đồng tiền mặt các bạn nhé, 20 triệu đồng tiền mặt. Và cái mức giảm này là áp dụng trong cái chương trình của tháng 3 này các bạn nhé, 20 triệu đồng tiền mặt. Như vậy thì giá xe sẽ còn là 509 triệu. Vậy thì mình có tính lăn bánh ở tỉnh, bản G là 539 triệu đồng, Hà Nội là 565 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 559 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 539, Hà Nội là 565, Thành phố Hồ Chí Minh là 559. Với phương án mà các bạn muốn mua trả góp phiên bản G này thì ở tỉnh tối thiểu quý anh chị các bạn chúng ta cần chuẩn bị là 138 triệu, Hà Nội là 161 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 156 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 138, Hà Nội là 161, Thành phố Hồ Chí Minh là 156. Số tiền cần chuẩn bị tối thiểu để lăn bánh được chiếc xe Honda City phiên bản G, bản thấp nhất. Ở phía trên bản G đó là phiên bản L. Bản L là phiên bản đang có mức giá limit là 569 triệu. Đây là một phiên bản mà cũng được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn. Với bản này thì cái tầm tiền thì nó cũng cạnh tranh nhiều trong cái phân khúc. Với mức giá là 569 triệu thì hiện tại đại lý đang giảm trực tiếp cho khách hàng là 25 triệu đồng tiền mặt, 25 triệu. Cùng với đó nữa sẽ là có những cái chương trình về quà tặng phụ kiện thì nó cũng sẽ linh động. Thì với mức giảm như vậy, giá xe chỉ còn là 544 triệu. Vậy thì ở đây mình có tính lăn bánh ở tỉnh, bản L là 576 triệu, Hà Nội là 602 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh là 596 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 576, Hà Nội là 602, Thành phố Hồ Chí Minh là 596. Với phương án trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu anh chị chúng ta cần chuẩn bị 149 triệu, Hà Nội là 173 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh là 167 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 149, Hà Nội là 173, Thành phố Hồ Chí Minh là 167. Sang phiên bản thứ ba, bản cao cấp nhất của chiếc xe Honda City, đó là phiên bản RS, bản thể thao. Phiên bản này là một phiên bản cũng cực kỳ là ăn khách của bên Honda City. Với RS hiện tại đang có mức giá là 599 triệu. Nếu anh chị chúng ta lấy màu đỏ chẳng hạn thì các bạn cộng thêm 5 triệu. Với RS này hiện tại chúng ta đang được giảm trực tiếp là 25 triệu, 25 triệu đồng tiền mặt. Như vậy thì giá xe sẽ còn là 574 triệu, và mình có tính lăn bánh ở tỉnh của RS sẽ là 607 triệu, Hà Nội là 633 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 627 triệu đồng mới chị ạ. Tỉnh là 607, Hà Nội là 633, Thành phố Hồ Chí Minh là 627, để lăn bánh được Honda City phiên bản RS. Với phương án trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu anh chị chúng ta cần chuẩn bị 157 triệu, Hà Nội là 181 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 125 triệu đồng. Tỉnh 157, Hà Nội 181, Thành phố Hồ Chí Minh là 125, với Honda City phiên bản RS.
Đó là cái mức giá của ba phiên bản Honda City trong cái dịp cuối tháng 3 này. Về cơ bản cái chương trình khuyến mại nó cũng đã thay đổi so với cái dịp đầu tháng. Đầu tháng thì chúng ta có những cái kết hợp về cả bảo hiểm thân vỏ, kể và phụ kiện, về tiền mặt. Tuy nhiên là dịp cuối tháng này sẽ chủ yếu là quy ra tiền mặt dành cho khách hàng nếu như lựa chọn Honda City trong dịp cuối tháng 3 này. Và cái mức giá này là mình cập nhật trong dịp cuối tháng 3 năm 2022 quý chị các bạn nhé. Chứ còn sang chương trình của tháng 4 thì mình nghĩ theo thông tin thì và cũng theo dự đoán thì mức giá nó cũng cơ bản là theo mình nghĩ là nó cũng sẽ không giống như này đâu. Nếu như anh chị có kế hoạch lấy trong thời gian tới thì chúng ta cũng nên cân nhắc một chút, vì sắp tới số lượng xe sẽ cực kỳ ít. Kể cả thời điểm hiện tại, nếu các bạn lựa chọn về Honda City, rất nhiều phiên bản màu sắc chúng ta cũng đều phải ký chờ các bạn nhé. Chúng ta sẽ ký giá theo chương trình khuyến mại tại thời điểm này, nhưng mà thời điểm giao xe thì các bạn bắt buộc phải đợi xe về. Nó có nhiều nguyên nhân lắm, ví dụ như là bên Hyundai hay bên Honda hay bên Toyota cũng đều giống nhau thôi, đều là vấn đề về thiếu chip rồi là thiếu linh phụ kiện, mọi yếu tố. Cho nên nếu các bạn có kế hoạch lấy xe thì theo mình nghĩ các bạn nên triển khai. Đặc biệt là trong phân khúc B này, đại lý vẫn đang có những cái chương trình ưu đãi riêng cũng rất là ok so với thời điểm trước. Cuối cùng thì ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số hotline của bên đại lý của bên Honda, anh chị hãy cứ liên hệ trực tiếp để chúng ta có thể nhận báo giá cũng như là khuyến mại tốt nhất trong dịp cuối tháng 3 này. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong những video lần sau của Top KVN. Xin chào.